Xin chào quý vị và các bạn. Rất là vui khi ngày hôm nay bản thân tôi được lại điều ý và các bạn để cùng nhau chia sẻ thảo luận về những vấn đề trong cuộc sống, đặc biệt là vấn đề ăn vặt. Vậy chúng ta phải làm vấn đề ăn vặt không thể khác trong cuộc sống hôm nay. Vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về 25 quán ăn vặt Sài Gòn. Ngon, rẻ nhất hiện nay. Chúng ta thấy rằng Sài Gòn nổi tiếng với nền văn hóa ẩm thực phong phú đa dạng, từ món ăn đặc sản đến những quán ăn vỉa hè bình dân. Tuy nhiên, đến với thiên đường ẩm thực rộng lớn như ở Sài Gòn, bạn không biết nơi nào bán đồ ăn vặt sạch và ngon. Vậy sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về địa chỉ ăn vặt ngon rẻ đang làm mưa làm gió nhất hiện nay. Đầu tiên, chúng ta phải nói đến món Takoyaki Nguyệt Biểu. Địa chỉ ăn vặt ngon tại Sài Gòn. Cái tên đầu tiên nổi đình nổi đạo trong top quán ăn vặt Sài Gòn phải nhắc đến là Takoyaki Nguyệt Biểu. Phải nói đây là quán bán Takoyaki ngon nhất nhì Sài Gòn, được nhiều người
bạch tuộc ở đây bự hủ hồ, cả nhà ơi, bạch tuộc ở đây rất tươi và ngon. Ở trên cả bào với sốt, nước sốt tương ớt, sốt nữa nên nhìn rất hấp dẫn. Mặc dù là một quán vỉa hè nhỏ nhưng luôn được giới trẻ yêu thích và tìm đến bởi vì độ ngon và chất của quán. Nếu có dịp đi ngang Nguyễn Biểu quận 5 thì hãy ghé quán để thưởng thức nhé. Địa chỉ quán là 148 đường Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Món ăn ngon thứ hai mà chúng ta nói đến đó chính là kem chiên mai vàng. Ăn vặt ngon là tại Sài Gòn, nằm trong khu ăn vặt nhộn nhịp quận 10. Nếu bạn là fan ruột của món kem thì không thể bỏ qua món kem chiên mai vàng tọa lạc tại 115 Nguyễn Lâm, quận 10. Để bạn có thể thưởng thức một món kem ngon bổ rẻ, chúng ta thấy rằng kem ở đây khá dày và béo, đặc biệt vỏ bánh được bao bọc một lớp bơ thơm giòn khi chiên, làm bạn ăn hoài không chán. Thông tin quán đó là kem chiên mai vàng, địa chỉ 115 Nguyễn Lâm, quận 10.
thành phố Hồ Chí Minh. Tuyệt vời. Vậy sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị về bánh Lan 223 Trần Bình Trọng. Bánh Lan 223 Trần Bình Trọng là quán bánh Lan nổi tiếng và được yêu thích tại Sài Gòn. Ở đây có đầy đủ các loại bánh Lan như Lan trứng sữa, bánh Lan thập cẩm, bánh Lan chả xanh, bánh Lan phô mai, phúc bụng từ. Lan phô mai, vị bánh ở đây thơm ngon, béo béo mà không quá ngọt nên ăn rất đậm đà. Chủ quán ở đây rất dễ thương, nhiệt tình. Ngoài ra, quán còn có thêm mấy món ăn vặt như cút xào, chua ngọt, phô mai, que cá viên, bò viên, vân vân. Nhưng thích nhất vẫn là cút xào. Thông tin quán đó là bánh Lan 223 Trần Bình Trọng thuộc quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là chúng ta nói tới trà đào nhà hát thành phố. Đây là địa điểm hẹn hò của giới trẻ Sài Gòn. Trà đào nhà hát thành phố là cái tên quá quen thuộc. Dù không có bảng ghế hay bảng hiệu, nhưng đi sâu vào lòng các tín đồ trà sữa và trà đào, nơi đây thực ra là một quán trà sữa.
già nằm bên hông nhà hát thành phố, cho nên nhiều bạn trẻ hay gọi là trà đào nhà hát thành phố. Trà đào ở đây đậm vị đào, thêm cả miếng đào ngon ngọt. Trà vải thì thanh nhẹ, thêm vải miếng vải ăn giòn miệng. Thông tin quán về trà sữa bố già, địa chỉ bếp hông nhà hát thành phố số 7, công trường Nam Sơn, quận 1, Sài Gòn. Cơm chạy vi thanh, món ăn ngon rẻ tại Sài Gòn thì chúng ta thấy rằng cơm chạy là một món ăn vặt Sài Gòn không bao giờ hết. Tọa lạc trên đường Võ Văn Kiệt, Cô Giao, quận 1, quán lúc nào cũng đông khách. Cơm chạy Phi Thanh vị ngon, nhà làm danh tiếng trên 10 năm tại Sài Gòn và được nhiều người yêu thích vì cơm chảy giòn tan. Chén lẫn vị nước mắm thơm lòng, hòa miệng ớt cay và vị ngọt của thịt trà bông thật tuyệt. Thông tin quán cơm chảy Phi Thanh ở địa chỉ 370 trên 14 số cũ Võ Văn Kiệt, phường Cô Giao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Quán cơm rất nổi tiếng. Vậy sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn một quán ăn vặt cũng rất nổi tiếng, đó là quán cá viên chiên
chị em 198 hòa hảo, món ăn vặt được yêu thích nhất, quảng gà viên anh chị em, thì quả nổi tiếng với tín đồ của ăn vặt tại Sài Gòn. Quán ở đây bán lâu năm nên lúc nào cũng tấp nập khách ra vào, một phần vì giá rất bình dân cho sự trẻ, mà còn đa dạng món, đặc biệt khiến mình luôn nhiệt ở đây vì có nước chấm tỏi phi siêu ngon, thông tin quán về cả viên anh chị em, địa chỉ 498 Hòa Hảo, phường 5, quận 10, xin chia sẻ với quý vị và các bạn về một quán ăn vặt ngon ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là xoài, món xoài lắm, là một món ăn vặt vỉa hè được giới trẻ yêu thích. Món xoài lắm ra đời năm 2016, nhưng đến nay độ hot của nó vẫn không vơi đi phần nào. Giờ đây kiếm một cọng xoài lắc không khó, hầu như vào quán nhậu nào có món xoài lắm này. Nhưng để ăn được món xoài lắm ngon đủ vị, chút mặn mặn ngọt ngào chua chua cay cay, bám sệt vào miệng xoài mà xoài vẫn giữ được độ giòn ngon, thì không hề dễ dàng. Chỉ có xoài lắm lão xoài mới làm được.
điều đó, vì đây là cha đẻ của món xoài lắc tứ danh này. Vậy sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về thông tin quán xoài lắc lão xoài ở địa chỉ 370B Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3. Món ăn vặt tiếp theo khiến ai cũng mê mẩn, đó chính là món ca cao dừa dì lan. Thế giới ăn vặt tại Sài Gòn rất độc đáo. Vậy món ca cao dừa dì lan quả là tại 329 Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những quán ăn vặt Sài Gòn nổi tiếng, có tuổi đời trên 15 năm. Quán quen nổi tiếng với món ca cao dừa gầm cực kỳ thơm ngon béo ngậy, ăn là nghiện và cả phải chăng một ly thì còn 15k thôi nè. Nhà có cái dừa thì quán có nhiều món ngon như bánh lam, cá viên chiên, vân. Nói chung quán nhỏ xinh xinh, nhiều món ngon và thịt rẻ nên được nhiều người yêu thích, nhất là mấy em học sinh. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu về thông tin quán ca cao dừa Vị Lan ở địa chỉ là 239 Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy các bạn nghe đến món chè mâm hành vi, sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về chè mâm hành vi. Địa chỉ ăn vặt ngon tại quận 10. Chúng ta thấy rằng nói đến
thừa ăn vặt xài cỏ phải kể đến quận 10, một trong những địa chỉ ăn vặt nổi tiếng. Chè mâm hành phi đồng giá, quán chè có thể nói là rẻ nhất Sài Gòn. Mỗi lần bạn đến, họ sẽ đưa ra một cái mâm hỏi đủ chén chè khác nhau, ăn chén nào thì tính tiền chén đó, vừa ngon vừa rẻ nên không sợ bị ngán. Thông tin quán chè mâm hành vi, địa chỉ là 242B Sư Vạn Hải Vườn, góc đường Sư Vạn Hải Nguyễn Chí Thanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy một địa điểm ăn vặt tiếp theo rất thú vị, vừa ăn nêm tốt đấy, đó chính là bà chơi bánh tráng nướng Đà Lạt Kho Thắng. Bánh tráng nướng Đà Lạt là món ăn vặt ngon không thể bỏ qua. Món bánh tráng nướng độc đáo do cô chủ quán tự sáng tạo dựa trên phiên bản bánh tráng nướng Đà Lạt thu hút đông đảo giới trẻ. Quán có không gian thoáng mát sạch sẽ, ngoài bánh tráng nướng ra thì menu của quán vô cùng phong phú, tha hồ cho bạn chọn lựa. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông tin quán bánh tráng nướng Đà Lạt. Địa chỉ ở 53-57 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
tiếp theo chúng ta sẽ nói đến món ăn ngon, đó là bột chiên Trần Đình Xu. Chúng ta thấy rằng bột chiên Trần Đình Xu là cái tên không còn xa lạ với người dân quận 1. Trên đường Trần Đình Xu, món bột chiên của ông Huỳnh Lợi Chân ăn rất ngon, có thể gọi là nghiện với nước chấm ngoài giấm nước tương pha theo công thức riêng. Ông còn cho vào chút tương đen đu đủ bào sợi trông rất bắt mắt. Xe bột chiên gần nửa thế kỷ không những thân quen với người dân Sài Gòn mà còn được nhiều khách nước ngoài yêu thích và tìm đến. Thông tin về quán bột chiên Trần Đình Xu, địa chỉ thuộc 72 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một địa điểm hứng thú với giới ăn vặt Sài Thành. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về món bánh trúc Phan Đăng Lưu, một địa điểm nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Quán bánh đúc Phan Đăng Lưu là một trong những địa điểm ăn vặt Sài Gòn ngon nổi tiếng từ xưa đến nay. Bánh đúc nhân thịt băm mộc nhĩ, thêm nước mắm
ngọt, thêm hành phi. Hành phi của quán ngon lè, tự làm, không phải dán công nghiệp. Mình rất ưng, tổng thể là ngon. Quán thường rất đông khách nên mọi người tranh thủ đi sớm xíu, khỏi phải chờ lâu. Nếu có dịp, bạn nên ghé quán thưởng thức thử nhé. Thông tin của quán đó chính là bánh đúc Phan Đăng Lưu, địa chỉ 116/11 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi dạo qua hàng bánh đúc Phan Đăng Lưu, chúng ta sẽ lướt qua hàng ăn vặt rất ngon, đó chính là bánh bao Tám Chừng. Những quán ăn vặt gần đây chúng ta thấy rằng cận cảnh món bánh bao Tám Chừng đang gây bão cộng đồng mạng mấy hôm nay. Bởi là rất là hợp lý, bánh gồm có các nguyên liệu như bột bánh bao, Tám Chừng cút, chừng muối, nhân thịt 320g đến 350g cùng với một vị truyền thống hiếm tìm, được nhìn rất ngon và bắt mắt. Quán nằm trong con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Nếu bạn tò mò muốn thử như thế nào thì hãy ghé quán để thưởng thức nhé. Vậy thông tin quán bánh bao Tám Chừng ở địa chỉ 835/17E Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Điện đó là để thưởng thức vị ngon của bánh rất là tuyệt vời đối với mỗi chúng ta.
Nếu bạn là tín đồ của đồ ăn vặt Sài Gòn thì bạn đừng quên món bánh hè Lê Quang Sung. Bánh hè là một món ăn vặt Sài Gòn khá ngon và nổi tiếng, có nguồn gốc từ người Hoa. Bánh hè Lê Quang Sung ở đây khá ngon và nổi tiếng với bốn loại bánh là hè tròn, hè vuông, môn và sắn. Bánh được ăn kèm với cái trứng nữa thì ngon hết sảy. Mà trứng thì thường đi sớm mới còn nghe thông tin quán bánh hè Lê Quang Sung ở địa chỉ 143 Lê Quang Sung, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Một món ăn vặt rất tuyệt vời đó chính là món ăn phá lẩu cô Thảo, ăn vặt quận 4. Phá lẩu cô Thảo, ăn vặt quận 4. Phá lẩu cô Thảo nằm tại khu phá lẩu quận 4, vốn từ lâu đã nổi tiếng trong lòng người Sài Gòn. Và khi đã đến rồi thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng phấn khích khi đập vào mắt là hai nồi phá lẩu to đùng hấp dẫn vô cùng, điều tạo nên tên tuổi món phá lẩu cô Thảo chính là nước dùng mang vị ngọt của nước hầm nội tạng, nước dừa tươi cùng vị béo của nước cốt dừa, vị cay thơm của quế và ngũ vị hương. Nước phá lẩu không lòng mà sền sệt giống như nước bò kho,
ăn kèm món này cùng với bánh mì để trọn vẹn mùi vị thơm ngon của Phá Lấu. Thông tin quán Phá Lấu Cô Thảo, địa chỉ 243 trên 29G Tôn Đà, phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Một món ăn vặt cũng rất thú vị ở thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là món súp hàu Cô Chi. Món ăn vặt ngon rẻ, thơm ngon bổ rẻ, sạch sẽ là những ưu điểm mà món súp hàu Cô Chi mang đến cho bạn. Với không gian thoáng mát, đồ đạc trong quán được bài trí tinh tế, chủ quán được nhiều người khách nhận xét là thân mật, dễ thương. Nguyên liệu món súp gồm có như gà xé, nấm đùi gà, củ năng, bắp, cà rốt và hàu. Phía trên có thêm một ít tiêu xay, ngò, sắt vỏ, hành phi, sa tề trông bắt mắt và thơm ngon, tùy theo khẩu vị của khách mà có thể cho thêm xì dầu, tương ớt, đều có sẵn ở trên bàn. Thông tin quán súp hàu Cô Chi ở địa chỉ hẻm 419 trên 2M Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy đến đây và thưởng thức món ăn ngon này nhé. Súp cua hành gỏ vấp thì chúng ta thấy rằng quán nằm đường gần ngã ba Phan Văn Trị,
và thống nhất nên cũng dễ nhận ra một địa chỉ quen thuộc của dân Gò Vấp. Mỗi khi thèm súp súp cua hành Gò Vấp giá khá hợp lý cho một chén súp 10, ngon tuyệt với rất nhiều cua súp cũng dẻo và không quá tanh mùi cua, cho nhiều rau thơm nên cua cũng lấn bớt mùi cua lúc mang lên nóng hổi luôn. Cho thêm ớt vào ăn cay cay nữa thì ngon hơn. Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thông tin quán súp cua hành Gò Vấp. Địa chỉ 208 Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là quán súp cua. Vậy sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn về món xiên que cu xia Nguyễn Văn Chổi. Chúng ta thấy rằng với hàng trăm món ăn được xiên vào những que tre thơm ngon bằng nhiều chủng loại hương vị và màu sắc khác nhau, tha hồ cho bạn chọn lựa. Bên cạnh đó, xiên que cu xia còn rất nhiều món ăn truyền thống từ xứ sở hoa anh đào, được những đầu bếp chuyên nghiệp chế biến sáng tạo theo khẩu vị của thực khách Việt Nam. Takoyaki, okonomiyaki, hàng chục loại sushi và cả bánh cá Nobita, bánh rán Doraemon, khoai tây lóc xoắn rất là ngon. Thông tin quán đó là xiên que cu xia, địa chỉ 78D Nguyễn Văn Chổi, phường 8, quận Phú Nhuận,
là độc đáo. Tiếp theo là chúng ta cùng nhau tìm hiểu về quán ăn vặt Trái Cây Tô Bình Thành, là địa chỉ ăn vặt được yêu thích tại Sài Gòn. Đây là thực phẩm có thể xua tan cái nắng ngay lập tức, giải nhiệt hiệu quả mà ai cũng cần cho ngày hè nóng lực. Quán nhỏ nhỏ xinh xinh với vô vàn món ăn hấp dẫn, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là hoa dầm. Các loại hoa quả rất ngon. Các bạn hãy nhớ đến với quán này để thưởng thức món ăn. Sự chia sẻ này của tôi với các bạn đến đây là hết. Tạm biệt các bạn.